chưa? À, xin chào thầy và các bạn, mình là Ngọc Trâm thì mình học IK43. Hôm nay mình xin trình bày cho các bạn về bệnh lao phổi. Thì đầu tiên, lao phổi là một bệnh nhiễm trùng và thường xảy ra ở phổi, đặc biệt là ở đỉnh phổi, do cái con vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis là một con vi khuẩn hiếu khí, cho nên nó tập trung ở đỉnh phổi là nơi có rất là nhiều không khí. Tuy nhiên những phần khác của cơ thể vẫn có thể bị ảnh hưởng với tác nhân là bacillus cóc. Và đây là hình ảnh của bệnh nhân bị lao phổi. Về những cái yếu tố nguy cơ thì đầu tiên đó là do bệnh nhân rối loạn đồng hồ sinh học. Thứ hai là bị nhiễm HIV hoặc là bị suy dinh dưỡng. Thứ ba là bị nghiện rượu và cuối cùng là bị bệnh tiểu đường. Về chẩn đoán thì chúng ta xét đến huyết thanh học đầu tiên, nhưng đây là một test không đặc hiệu. Và trong huyết thanh học thì chúng ta chỉ xem coi là lympho có tăng hay là không. Thứ hai là tuberculin hay còn gọi là EVR hay là Mentos. Thứ ba là sputum thì chúng ta sẽ thực hiện phương pháp nhuộm ram và xôi tươi và cấy. Thứ tư là X-ray hoặc là MSCT nhưng mà không có cảm quang. Thứ năm là PCR và cuối cùng là trend expert. Thì đây là một cận lâm sàng hiện đại và nó giúp phóng đại cái gen của con vi khuẩn dựa trên nền tảng là DNA và RNA. Thì cái test này thì sẽ giúp đánh giá cái khả năng kháng thuốc của con vi khuẩn. Đây là hình ảnh của tuberculin. Và cuối cùng về cái điều trị thì chúng ta có thể dựa vào nhiều phác đồ khác nhau, có thể là 6 tháng, 8 tháng hoặc là 10 tháng. Về cái phòng bệnh thì chủ yếu hiện nay sử dụng vaccine. Còn trình bày của mình đến đây xin hết. Ok, xin chào.